Xin chào toàn thể quý anh chị nhé. Vâng, đây trước mắt bà con đó là các mẫu máy trộn cám inox toàn phần nhé. Bên em là đơn vị chuyên sản xuất cung cấp ra thị trường này. Đây là loại đựng 50 kg. Đấy, bà con nhìn này, dày dặn chắc chắn nhé. Động cơ 1,1 kW này. Đấy, máy trộn 50 cân, máy trộn 75 cân, máy trộn 100 cân, máy trộn 125 cân nhé. Bên em sẵn số lượng lớn này, phục vụ quý anh chị nhé. Mỗi loại bên em còn độ chục chiếc thôi, rất nhiều luôn nhé. Ngoài ra thì bên em là đơn vị chuyên cung cấp này, máng ăn tự động nhé, bạt trần chống nóng này, tấm làm mát, tấm cooling pad nhé. Quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu lấy vật tư phục vụ trang trại chăn nuôi, xây dựng trang trại nhà xưởng thì cứ gọi trực tiếp cho bên em nhé. Này, dây căng trần này, sẵn số lượng lớn nhé. Rất mong được sự quan tâm ủng hộ của bà con. Máng thì bên em có loại đựng 1 bao, 2 bao, 3 bao nhé. Tập ăn, này. Máng thùng, nhé, máng hộp, đầy đủ hết ạ. Xin cảm ơn bà con nhé. Và mong được sự quan tâm ủng hộ của toàn thể quý anh chị. Mọi chi tiết gọi cho em qua số 0973 143 996 để được tư vấn ạ. Mua hàng tổng kho, không lo về giá. Và xin cảm ơn bà con.